Khi mà mình trở thành một người chồng hay là một người vợ thì đó là một cái vai. Trở thành một người cha hay là một người mẹ, đó là những cái vai đầy trách nhiệm. Khi mà quý vị sinh con ra thì đôi khi mình làm một cái chuyến phiêu lưu 18 20 năm trời mới có hy vọng thoát ra khỏi cái vai đó. Mà có nhiều người chưa chịu thoát nữa. Con nói mẹ, mẹ trở về cái vai của mẹ đi, cái vai của một người vợ hay là một người có thể làm chủ chính mình, đừng có đeo vào con nữa. Thì mình rất là giận, mình nói không, mẹ không nhả con ra đâu, mẹ muốn mãi là cái vai làm mẹ. Thì làm mẹ cũng rất là hay, rất là tuyệt vời, nhưng mà mình chỉ là một người mẹ thôi thì mình sẽ khổ lắm. Một người đầy trách nhiệm, một người phải lúc nào chăm bẵm vào các con của mình. Tại vì mình là một cái gì đó nó lớn hơn rất nhiều. Thường mình phải có một cái cơ hội để mình đi xa. Phải sử dụng tới cái giải pháp đó. Đôi khi chỉ cần vài ngày hay là vài tuần lễ. Nhưng mà có những trường hợp mình phải đi một thời gian vài tháng trời thì mình mới thoát ra khỏi cái công việc đó được. Rồi mình mới tiếp nhận những cái công việc khác. Rồi mình mới lên là ồ, mình có thể làm được nhiều thứ chứ không phải chỉ có biết một thứ. 12 năm trong ghế học đường biến mình trở thành một người học sinh thì mình chỉ là một người học sinh thôi. Rồi thêm 4 năm, 6 năm, 8 năm đại học master, thậm chí là 10 năm, gần 20 năm trời trở thành một kẻ đi học thôi. Đồng nhất mình với một cái vai học hành và chữ nghĩa, trong cái cuộc sống thì rộng lớn vô cùng. Có biết bao nhiêu điều mình chưa biết. Rồi khi đã tốt nghiệp xong thì lao vào kiếm tiền, trở thành một kỹ sư, một bác sĩ, một luật sư, một công nhân, một cái vai gì đó. Rồi chấp nhận chỉ là như vậy. Nếu chỉ là như vậy thì có sao không? Thì dĩ nhiên là quá tiếc. Trong khi trời đất cho chúng ta kho tàng vĩ đại, những giá trị vô cùng rộng lớn ở bên trong, mà chưa có cơ hội để khai thác, để phát triển. Mà muốn cắm rễ vào trong cuộc đời này, đứng vững, có bình an và hạnh phúc, đạt những giá trị chân thật, thì những cái chúng ta đang có đó, đang sở hữu không đủ. Tại vì những cái chúng ta đang sở hữu phần lớn nó không thuộc về những giá trị tâm hồn. Trong đó nó không có nhiều lòng từ, sự bao dung độ lượng. Trong đó nó không có nhiều sự vững chãi, sự điềm tĩnh. Trong đó không có nhiều sự nhẹ nhàng, thảnh thơi. Mà tất cả những chất liệu đó thì nó làm nên một con người hạnh phúc. Vậy thì nếu mình đang đồng nhất mình với một cái vai nào đó quá lâu thì mình cũng nên nghĩ là cần có một ngày đẹp trời nào đó. Tại không có xúi các vị phải ly dị ha. Không xúi phải bỏ rơi người thân của mình. Nếu mà ai chưa cưới thì khoan cưới. Nếu mà ai đã cưới rồi thì khoan sinh con. Nếu mà ai đã sinh một con rồi thì đừng sinh hai con. Để làm gì? Để mình có thêm nhiều cơ hội nữa phát triển bản thân của mình. Có thể phát triển bản thân của mình rồi quay trở về để làm tốt cái vai của mình hơn. Hoặc là trong khi mình đảm đương những trách nhiệm đó thì phải đủ khôn ngoan và bản lĩnh để self-development, phát triển bản thân. Và thầy biết là có nhiều bạn trẻ rất là giỏi và sắp xếp được nhiều thời gian để dự những cái khóa học rèn luyện về kỹ năng sống, nhưng mà số lượng đó theo thầy biết là nó cũng ít, và đa phần nhiều khi tốn tiền học xong một khóa nhưng mà không có nhiều cơ hội để thực hành. Rồi lại đồng nhất mình vào một cái vai mới là cái vai đã học rất giỏi về kỹ năng, trở thành một người giải kỹ năng nữa chứ. Tức là đưa cái vai nào là đồng nhất mình với cái vai đó. Rồi mình còn làm sếp. Một cái vai sếp rất là khủng khiếp. Một cái vai của một người lãnh đạo.
tay quyền lực. Một cái vai mà nó ảnh hưởng rất lớn đến các mối liên hệ tình cảm trong gia đình. Câu hỏi đặt ra là vậy thì cái vai nào mới thật sự là đúng? Hoặc là mình có thể sống một cuộc đời mà không có vai nào không? Thí dụ như trong trường hợp của tôi thì tôi ngồi ở đây. Quý vị cho phép tôi ngồi ở đây, quý vị ngồi ở dưới đó, thì chứng tỏ đây cũng là một cái vai làm thầy, một người thầy tâm linh. Rồi trong quá trình trị liệu thì tôi trở thành một cái người trị liệu, cũng là một cái vai. Nhưng mà tôi còn nhiều cái vai khác lắm. Vai đôi khi chỉ là một người anh để nâng đỡ tinh thần, chứ không nhất thiết phải là một người thầy. Và đôi khi mình là người bạn của những người bạn, ngồi với nhau chỉ để lắng nghe và chia sẻ, chứ không nhất định phải quyết định nhảy lên làm thầy người ta mới chịu. Chỉ là một người bạn thôi, không cần vai. Nếu như có một cái vai mà nhẹ nhàng nhất, ít phiền lụy nhất, thoải mái dễ chịu nhất, tự nhiên nhất, là vai của một người bạn. Ở trong đó mình không cần phải đòi hỏi nhau nhiều lắm. Ở trong đó mình không có quyền phán xét hay là làm khổ nhau. Và tôi rất thích cái vai làm bạn đó. Và trong những cái vai mà tôi đang đóng, đang thực hiện, đang đảm đương, kể cả cái vai của một vị thầy, thì tôi vẫn lấy tình bạn làm nền tảng. Khi mà mình giữ được cái tình bạn trong tất cả các mối liên hệ tình cảm, kể cả trong liên hệ vợ chồng, cha con, mẹ con, tình bạn có nghĩa là hai đối tượng tôn trọng lẫn nhau. Có những cái giá trị nào tốt đẹp thì chia sẻ cho nhau. Và khi khó khăn thì sẵn sàng nâng đỡ nhau. Cái vai đó nó rất là tuyệt vời. Và nếu trong các mối liên hệ tình cảm mà mình được đứng trên cái nền tảng của tình bạn, thường xuyên sử dụng tình bạn nhiều hơn là những cái vai khác, thì theo kinh nghiệm của bản thân tôi và những gì tôi đã quan sát được trong suốt quá trình tư vấn tâm lý cho không biết bao nhiêu người rồi, tôi nghĩ rằng cái vai đó sẽ làm cho cái liên hệ trở nên rất bền vững. Và thật ra chúng ta có thể đạt tới một cái trình độ cao hơn nữa. Đó là có rất nhiều vai mà không kẹt vào bất cứ một vai nào. Vai nào cũng làm cho tới, cho hết lòng, cho trọn vẹn. Nhưng mà sẽ không kẹt vào vai đó. Nghe rất là thích phải không? Nghe rất là bách. Nhưng mà làm sao để làm được? Mình làm chồng cũng tốt, mình làm vợ cũng tốt, mình làm cha cũng hay, làm mẹ cũng hay. Nhưng mà mình không có bị kẹt những cái vai đó. Thế nào gọi là kẹt? Khổ vì cái vai đó. Và mình chỉ là cái vai đó thôi, làm những cái khác không được nữa. Bị nhấn chìm, bị lôi vào, bị khổ sở vì chính cái vai đó, thì gọi là mắc kẹt vào cái vai đó. Thì trong quá trình thiền tập, chúng ta có thể phát triển một cái khả năng, đó là không có vướng kẹt, tức là non-attachment, tức là không có có dính kẹt vào đối tượng. Có thể là bài này nó sẽ rất khó cho các bạn trẻ. Tại vì các bạn trẻ là luôn luôn tìm một đối tượng để bám vào. Tìm một người thương yêu, hoặc là những người đang cô đơn,
single available đang đi tìm một người để thương thì rất là khó. Nhưng mà chúng ta đâu chỉ là những nỗi cô đơn đó, tại vì chúng ta tôn vinh sự cô đơn, chúng ta đồng nhất quá lâu trong sự cô đơn, chúng ta cung cấp thức ăn cho sự cô đơn, cho nên sự cô đơn đã lớn mạnh trong ta và lúc nào cũng cũng thèm khát có một đối tượng để chia sớt lấp đầy nỗi cô đơn đó. Còn nếu mà chúng ta có thể để cái nỗi cô đơn đó qua một bên đi, đi phát triển những giá trị khác, cứ đi ngồi thiền, cứ đi thiền hành, cứ quay về phát triển giá trị bên trong, hoặc là làm thiện nguyện, làm những việc công ích cho cuộc đời. Một trong những cái phương pháp trị liệu tâm lý ở bên Tây phương đó, giúp cho những người sau khi bị bỏ rơi mà họ không có một cái điểm tựa tinh thần, thì họ khuyên rằng là bạn phải nên làm cho bạn luôn bận rộn, đừng có ở không. Thì ở không là mình sẽ có khuynh hướng chìm vào cái nỗi khổ niềm đau của mình sẽ trở thành là nạn nhân của cái câu chuyện tình đổ vỡ đó, mình là nạn nhân của người kia và mình cũng đồng thời là nạn nhân của chính mình. Thì các chuyên gia tâm lý trị liệu ở Tây phương khuyên rằng hãy làm cho mình luôn bận rộn, nhưng mà đây không phải là giải pháp hay nhất, tại vì chúng ta đã biết, đã trải nghiệm những phương pháp hay hơn, đó là chúng ta quay về bám lấy, nương tựa, dựa vào chính mình. Con người có khả năng đó. Dĩ nhiên, không phải lúc nào mình cũng quay về với chính mình được. Không phải lúc nào mình cũng an trú trên hơi thở, trên bước chân nổi. Thì mình có thể kết hợp với công việc, vừa có công việc để làm, để yêu thích, mà vừa nương tựa chính mình. Nhưng mà nằm giữa cái việc nương tựa vào chính mình và công việc đó, thì tôi vẫn có một đề nghị khác nó tốt đẹp hơn, nó giữ được năng lượng cho chúng ta nhiều hơn, là tại vì khi mà mình làm cho mình bận rộn lao vào công việc dễ tụt năng lượng, tại vì tính chất công việc đâu phải lúc nào nó cũng ổn đâu, phải không? Nó cũng có thành bại, nó cũng cất nào. Thì giữa cái đó đó là thiên nhiên, trở về với thiên nhiên, mà trong đó nó có bao gồm exercise, thể thao, thể dục, thì nó làm cho con người mình nó quân bình, nó cân bằng, và thậm chí là nó lớn rộng ra. Hồi trước giờ là mình thu mình lại để làm tròn cái vai của một người thương yêu, một người vợ, một người chồng, rồi mình thu mình lại, mình chỉ là cái vết thương đó thôi, nằm đó với những cái vết thương đó. Thì khi mình bước ra khỏi cái sự giới hạn đó, mình để vết thương nó qua một bên, mình đi tập thể dục, mình chạy bộ, mình đấm boxing, hay là mình bơi lội gì đó, hay mình đi hiking. Và những giây phút mà mình thoát ra được cái vết thương đó gọi là những giây phút không đồng nhất. Ta không muốn ngồi đó với cái vết thương đó nữa. Ôi thôi, đời ta phung phí trong cơn muộn phiền, ta xin tháng ngày rồi bình yên. Ô hay, tại sao ta ở mãi chốn này, quay cuồng mãi hoài, có gì vui? Đó là những câu của Vũ Thạch An trong Đời Đa Bản. Nhưng mà có những người họ rất là thích mân mê cái vết thương, kiểu như là ăn vạ về bắt đền, phải quay trở lại thương tôi thì tôi mới hết khổ, chứ còn tôi không muốn ai cứu tôi hết. Mà tới khi mà người đó biết rằng là như vậy chỉ có sự hủy diệt thôi, không bao giờ có câu trả lời, không bao giờ có sự thỏa đáng, và họ bắt đầu lên tiếng xin được giúp đỡ, phát ra tín hiệu cần của sự giúp đỡ. Và nếu người đó may mắn có sự giúp đỡ bên cạnh, có những người thân yêu họ đưa cánh tay tới, mình đưa cánh tay ra, người kia đưa cánh tay tới kéo mình ra khỏi cái vũng lầy đó, thì đó là cái giây phút mình không tiếp tục đồng nhất mình với những cái vết thương đó nữa, với nỗi khổ niềm đau của nó nữa. Thì chính tại thời điểm đó cái cơ hội chữa lành đã bắt đầu diễn ra.
Dĩ nhiên cái đối tượng mà kéo mình ra khỏi vũng lầy đó nó phải lành tính. Chứ còn mình buông cái này mà mình bám vào cái khác nguy hiểm, có tính chất tiếp tục kích hoạt vào phiền não hay là rút cạn năng lượng của mình thì cũng như không. Nó còn tệ hơn nữa, lao vào vũ trường, lao lên internet, chui vào các cuộc vui để quên đi những nỗi khổ niềm đau thì chỉ có sự tàn phá thôi. Đằng này mình trở về với thiên nhiên, trở về làm mới con người của mình lại, làm cho các cơ bắp săn chắc, và cũng có nghĩa là làm cho các cơ bắp tâm hồn cũng được săn chắc. Nghĩa là mình đang bước ra khỏi một sự giới hạn để bước lên một cái rộng lớn hơn. Mình sẽ có niềm tự tin hơn. Mình không chỉ là một kẻ tổn thương, mình không chỉ là một kẻ khổ đau, mà mình còn là một cái gì đó rộng lớn hơn, mà thầy thường hay gọi đó là tổng thể tuyệt vời của mình. Tổng thể tuyệt vời tại vì trong đó nó có sự hiểu biết, nó có kinh nghiệm tích lũy, nó có kiến thức tích lũy, nó có lòng từ ái, nó có bao dung, nó có sự thảnh thơi nhẹ nhàng, nó có rất nhiều giá trị đó. Mà khi mình khổ thì những giá trị đó mất tiêu hết, khi mình giận thì những giá trị đó tan biến hết. Chứ có bao giờ mà mình đang dùng một cái tổng thể tuyệt vời để nhìn về cơn giận đâu? Có bao giờ mình dùng một cái tổng thể tuyệt vời để nhìn vào cái nỗi cô đơn lạc lõng trong lòng mình đâu? Có bao giờ mình dùng một cái tổng thể tuyệt vời để nhìn vào những cái nỗi khổ niềm đau của mình đâu? Một nỗi khổ niềm đau được nhìn bởi con mắt kiệt quệ, mệt mỏi, nó rất là khác với một nỗi khổ niềm đau được nhìn bởi một con mắt tràn trề năng lượng, tràn trề niềm tự tin, vì họ đang đứng trên một tổng thể tuyệt vời để mà nhìn. Cho nên quá trình hành thiền không phải bạn ngồi đó để mà chiến đấu với phiền não, bạn không thể làm được điều đó, bạn không thể chiến đấu nổi phiền não đâu. Nó lớn hơn bạn, nó giỏi hơn bạn, nó có nhiều năng quốc hơn bạn, mà bạn phải sử dụng tới một giá trị khác, bạn phải nhờ tới một đối tượng khác. Nếu giờ phút nào mà bạn vẫn còn dùng cái bản ngã, cái ego của mình để chiến đấu với phiền não của mình, với nỗi khổ niềm đau của mình, là bạn sẽ còn thất bại dài dài, khổ đau vẫn còn tiếp nối. Công việc của một thiền sinh Vipassana không phải là để chiến đấu với phiền não, mà câu này là thì nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần, bạn không tự thoát ra được nỗi khổ niềm đau của bạn nếu bạn cứ tiếp tục dùng cái bản ngã đầy tham sân si của bạn để thoát. Bao giờ được, mà bạn phải dùng một cái thứ khác, đó là chánh niệm, mindfulness, đúng hơn là right mindfulness. Công việc của thiền sinh là tạo dựng nên chánh niệm, duy trì chánh niệm liên tục, còn việc chữa lành vết thương, đẩy lùi nỗi khổ niềm đau, chuyển hóa phiền não là công việc của chính chánh niệm. Chỉ có một năng lực thuần khiết như là chánh niệm mới đủ sức chữa lành những vết thương trong tâm hồn hay là chuyển hóa nỗi khổ niềm đau của mình. Cho nên bạn đừng có ngồi đó mà ì chéo với những cái vết thương trong lòng của mình, đừng có ngồi đó gặm nhấm hay là than phiền khóc lóc hay là phê phán buộc tội với chính mình, vô ích. Đừng có ngồi đó mà ngồi căn me phiền não để mà diệt trừ nó, đừng bao giờ làm như vậy, mà hãy đi phát triển chánh niệm. Mà chánh niệm là gì? Nó không phải là một trạng thái ngưng suy nghĩ, cái đó là định tâm. Chánh niệm là ngồi quan sát tất cả những gì đang diễn ra xung quanh chúng ta và bên trong chúng ta với một thái độ đúng đắn. Thái độ đúng đắn đó là không đàn áp, không nhúng mũi vào can thiệp, chỉ đơn giản là quan sát, quan sát và quan sát.
Ở trong truyền thống Phật giáo Đại Thừa có một câu kinh rất là nổi tiếng mà rất dễ bị hiểu lầm và rất nhiều người hiểu lầm, và câu này là dễ bị hiểu lầm nhiều nhất từ trong kinh Kim Cang. Thầy thấy trên An Lạc Trang có treo câu này, đó là ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, nói chữ Hán thôi là muốn chết rồi, khó hiểu rồi, mà còn phải hiểu cái nghĩa phía sau, cái nghĩa đã được dịch ra nữa, mà phải tu qua Vipassana rồi mới hiểu trở lại câu này. Chứ ngày xưa là thầy được không biết bao nhiêu vị thầy cắt nghĩa rồi mình vẫn không hiểu, không biết là tại vì lúc đó mình dốt hay là tại vì vị thầy đó cắt nghĩa tối nghĩa quá mình không hiểu, hay là vì mình chưa tu Vipassana. Ưng vô sở trụ, ưng có nghĩa là nên, vô sở trụ, vô sở tức là không có cái chỗ nào hết, trụ tức là dựa vào, bám vào, nên không có một cái chỗ nào bám vào. Tới đây là khó hiểu rồi. Nhi sanh kỳ tâm thì hãy bám vào. Gì kỳ? Không biết người ta đi bám vào một cái chỗ không bám vào là cái chỗ nào? Mình nhớ tới cái bài thơ của Thiền sư Trần Nhân Tông. Bài thơ này thì dễ hiểu hơn một chút, là bài Cư Trần Lạc Đạo. Trong đó có hai câu cuối, đó là gia trung hữu bảo hô tầm mịch, nói cảnh vô tâm mạc vất thiền. Thiền sư định nghĩa gọn ơ thiền có nghĩa là đối cảnh, tức là tiếp xúc với cảnh mà không có sinh tâm, vô tâm á, không có tâm. Đó mới chính là thiền, chứ không phải thiền là ngồi lim dim rồi thở vào thở ra. Cái đó là cái phần vỏ, cái phần ruột của thiền á, mà nó cũng là thiền của Phật giáo Đại Thừa, mà cũng là thiền của Phật giáo Nguyên Thủy. Đó là đối cảnh vô tâm. Nhớ bốn từ đó thôi, đối cảnh vô tâm. Nhưng mà đừng có giáo định bắt nha. Biết cái chữ tổ bố giáo định bắt rồi cho nó oai là mình là cái kẻ đối cảnh vô tâm, giống như là Tô Đông Pha đã từng nói là bát phong suy bất động, bốn tám gió thổi không động, nhưng mà bị Phật ấn mắng cho con câu là đáp trả tới tới bời luôn. Thành ra là mình đừng có lấy kinh điển ra khè người khác để dành ở trong lòng để thực tập thôi. Nhớ câu là đối cảnh vô tâm, nhưng mà mình không thể nào tự nhắc nhở mình đối cảnh vô tâm thì nó vô tâm. Nhưng mà mình cần phải hiểu cái chữ vô tâm là gì. Vô tâm có nghĩa là ở trong quá khứ thầy được các vị thầy lớn dạy nghĩa vô tâm là không có sinh ra bất cứ một cái tâm gì ở đó hết. Thì thầy rất là tức, là tại vì nếu lúc đó mình không có cái tâm gì thì mình ngang hàng với khúc củi rồi, hay là cục đá rồi, phải không? Phải có một cái tâm gì chứ, mình phải có tâm mới là con người chứ. Bây giờ vô tâm thì mình đâu còn là con người nữa. Sau này thực tập Vipassana mới thấy, đó là khi mà mình không sinh ra tâm tham, khi mình không sinh ra tâm sân, thì đó chính là cái tâm thuần khiết, cái đó gọi là vô tâm hay là vô niệm. Vô niệm không phải là không có niệm nào, bạn có niệm nào cũng được, tại vì bạn là một con người, miễn là đừng có tham với sân thôi. Cũng khó ha, tại vì mình xét thấy niệm nào cũng có tham, niệm nào cũng có sân, ý niệm nào cũng có thích một cái gì đó, ý niệm nào cũng không thích một cái gì đó, thì làm sao mình đạt được cái chỗ vô tâm hay là vô niệm? Thì Vipassana hay cái chỗ này nè, mà Đại Thừa không có chỉ ra, đó là Vipassana nói chấp luôn, cứ tham lên, cứ sân đi, để nó tự nhiên, allow, accept, cho nó diễn ra và quan sát nó, chứ không phải là bỏ đó ha. Bỏ đó thì không phải là thiền nữa rồi. Quan sát nó, quan sát cái tâm tham diễn ra. Một tâm tham mong muốn một cái gì đó, yêu sắc đỏ một cái gì đó, dưới ánh sáng của chánh niệm nó không thể tồn tại được. Tất nhiên ánh sáng chánh niệm nó phải đủ mạnh. Một
tâm sân cũng vậy, một tâm hành bực bội khó chịu chống cự đáp trả loại trừ xuất hiện dưới ánh sáng của chánh niệm. Chánh niệm đã có mặt rồi, đủ mạnh rồi, quan sát được rồi, thì nó không thể tồn tại và phát triển được. Đây là con đường duy nhất để vượt thoát phiền não. Chứ bạn đừng có nằm mơ ngồi đó mà chờ cho cái vô niệm nó xuất hiện. Không có đâu. Bạn phải có niệm, phải có tham, phải có sân. Dĩ nhiên khoảnh khắc khi mà bạn định tâm thì không có ý niệm phát sinh. Mà không lẽ cả đời bạn ngồi bạn định hoài, không lẽ suốt ngày đi lấy gói đi ngồi thiền để mà định, mà đâu phải là ngồi một tiếng mà nó định một tiếng đâu, phải không? Ngồi một tiếng mà định có một phút à, thì lúc đó cũng đầy tâm luôn chứ không phải là vô tâm. Cho nên đứng lên rời khỏi gói ngồi thiền, làm việc tiếp xúc, đó chính là cơ hội để thiền sinh thấy được những cái vọng niệm của mình, và đó cũng là cơ hội để vượt thoát nó, lùi lại quan sát tâm tham diễn ra không động nhất, lùi lại quan sát tâm si diễn ra không động nhất, nghĩa là ta đang sống trong sự giải thoát. Sự ràng buộc diễn ra không ràng buộc được là giải thoát. Giải thoát là xảy ra ngay giây phút này, bây giờ và ở đây, không cần chờ tương lai. Nếu chúng ta thật sự muốn điều đó, thử đi. Mà để chúng ngồi thở chút xíu, thầy để chúng nhìn thầy mà căng quá. Chúng ta nghe một tiếng chuông. Mình không đồng nhất mình với bài pháp thoại, bước ra khỏi bài pháp thoại, trở về với chính mình, phóng ra được thì phải thu lại được. Nãy giờ bị thầy dắt mình chạy một vòng, những ngôn từ hấp dẫn, những ý tưởng hấp dẫn chạm vào trái tim, nhưng nó cũng không phải là mình. Thư giãn, ngồi yên nè, đó là mình nè, nó thuộc về mình. Cảm ơn đại chúng. Đại chúng về nhà cố gắng thực tập tiếp bài tập không đồng nhất. Trước giờ mình cứ là một với người đó. Người đó làm sao thì mình như vậy. Người đó buồn thì mình buồn. Người đó vui thì mình vui. Thì bây giờ mình bắt đầu lên bài thực tập. Mình có thể thực tập được không? Có những lúc người đó vui thì mình cũng vui, nhưng mà không nhất thiết phải chạy theo cái niềm vui người đó cho tới cùng. Nhiều khi thấy vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài. Đó là cái câu của Trịnh Công Sơn trong bài hát của Lời Thiên Thu gọi. Giữa một đám đông như này, thấy không hòa nhập được. Không biết có bị tự kỷ không ha? Nhưng mà nhiều khi mình không thể đi theo cái những cái vui tầm thường của đám đông. Nhưng mà mình cũng không thể bỏ họ được. Tại vì họ là những người thân của mình. Cho nên anh Trịnh Công Sơn chưa có cái giải pháp nào. Anh còn đang rất là ngổn ngang tại cái thời điểm đó. Và nhiều khi cũng Sơn cũng nhậu dữ lắm, cũng ly, cũng vui. Nhưng mà tự nhiên anh chỉ mượn rượu để anh có những cảm hứng cho những cái tác phẩm của anh, hay là anh suy gẫm sâu về triết lý của đời sống, thì những người bạn mượn rượu để nói chuyện trần tục. Cho nên lỡ rồi, rồi cùng chung vui với nhau thì đâu thể nào đứng lên mà bỏ đi được. Cho nên phải tìm cách để thoát ra. Nhiều khi thấy vui cười, nhưng mà nhiều khi đứng riêng ngoài, tức là lòng nó để qua một bên, để mà nghĩ tới những giá trị tốt đẹp hơn,
những điều sâu sắc hơn. Thì một là mình thoát ra luôn. Nếu không thoát được thì đứng ở trong đó để mà tìm cách làm chủ tâm ý của mình. Làm chủ tâm ý của mình cũng có nghĩa là đã thoát ra khỏi cái sự ràng buộc hay là cái đám đông đầy yếu kém, đầy tiêu cực đó. Bây giờ trở lại cái liên hệ tình cảm gia đình hay là những liên hệ tình cảm xung quanh mình, thì mình cũng, nếu mà mình còn ưa thích, còn mong muốn có những cái cảm xúc bay bổng tuyệt vời, tại vì mình còn rất là trẻ, thì mình cứ tiếp tục không sao. Nhưng mà đừng có phải lúc nào cũng như vậy. Đừng có phải 24 giờ lúc nào cũng quấn chặt vào người đó, thì chỉ có chết thôi. Mà ai chết? Người đó chết. Và mình cũng chết. Cho nên có những lúc phải nhả ra. Giây phút nhả ra được dán nhãn hiệu là không đồng nhất. Anh, em xin không đồng nhất vào anh trong một tiếng đồng hồ. Người ấy sẽ trả lời: xin cảm ơn em. Anh chờ điều ấy đã rất lâu. Thả ra. Thả ra không phải đi bám một cái khác ha. Không phải tìm người thứ ba. Cũng không phải lao vào công việc. Cũng không phải để suy nghĩ vẩn vơ. Thả ra để quay trở về làm mới lại tâm hồn. Hồi nãy mình chui vào cái vai đó, mình phải ống hẹo, mình phải đòi hỏi, mình phải yêu sách. Tại cái vai nó vậy mà. Nãy mình vào cái vai đó, mình thể hiện uy quyền, rồi mình gầm rú, mình la hét, thoát ra. Tiếng đồng hồ, không có cái vai gì hết. Để ngồi thảnh thơi với đất trời. Buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi, ngồi yên trong thảnh thơi, tiếp xúc với mây trời. Buông cái tôi bé nhỏ, thấy mình hiện muôn nơi. Câu này thì của mình niệm. Đã lúc là mình ra khỏi những cái vai. Đừng có sợ lơ lửng ha. Đừng có sợ trên lên. Mình có điểm tựa hết. Mình có thứ để làm. Có đồ chơi để chơi. Đó là chén trà, chiếc tọa cụ, tấm yoga, ngồi với mây trời. Đó là trạng thái vô cùng tuyệt vời, đẹp, linh thiêng, mầu nhiệm của con người. Dĩ nhiên là nếu mà bạn chọn, có điều kiện để chọn về cái hướng đó luôn thì nó quá tuyệt. Cống hiến cho cuộc đời những con người sống tự do, thảnh thơi, để nó cân bằng xã hội trở lại. Tại vì những người sống mệt mỏi, căng thẳng, đau khổ quá nhiều rồi. Nhưng mà nếu bạn không có đủ điều kiện, không có quyết tâm chọn về hướng đó, thì bạn cứ quay trở lại với cuộc sống, trở về những cái vai của mình. Nhưng mà tôi tin chắc rằng bạn sẽ làm tốt hơn cái vai đó. Một cái người vừa nạp năng lượng, vừa làm mới chính mình, trở về lại cái vai đó, thì dĩ nhiên là sẽ làm rất tốt. Sẽ có nhiều sự cống hiến, nâng đỡ và sẻ chia hơn là đòi hỏi, ngắt nhéo, vòi vĩnh. Tập thoát ra khỏi những cái vai của mình. Lâu lâu mình bỏ cái vai lãnh đạo, quản lý các kiểu, để mà trở về với thiên nhiên, làm con của thiên nhiên, con của đất trời. Trở về với cha mẹ, ông bà của mình, làm con, làm cháu. Tại quý vị chưa thấy những cái góc khác của thầy. Khi thầy trở về nhà, là anh, là em, là con, là cháu của gia đình. Kể cả thì tới những nông trại làm tình nguyện viên trong cái những năm tu bụi, thì là con cháu của những người lớn tuổi, chứ không có thầy bà gì đó. Ở đó mình có mặt y đắp vào cũng không có ý nghĩa gì hết trơn. Thì mình thích lắm. Tại những cái vai đó mình lâu rồi mình không có trải nghiệm trở lại. Và thầy cũng không có thích lúc nào ta cũng xem mình là thầy bà. Nên ta cứ lắm la lắm lét. Mình thấy mình đâu có tội vạ gì đâu, mà người ta nhìn mình cứ lắm la lắm lét. Mình cũng dễ thương thấy mồ. Nhưng mà vì phải bệ vệ trong cái vai người thầy, phải nghiêm trang thì mới dạy học trò được. Cho nên đâm ra cái liên hệ thầy trò nó bị khô cứng. Đừng có sợ thoát khỏi vai rồi mình sẽ dở hơn. Thoát ra mà không biết làm gì thì đúng là trên trên vên lạc lõng.
mà thoát ra mà có con đường, có phương pháp để quay về phát triển cái bên trong thì ngầu hết sức luôn, tuyệt vời hết sức, tràn trề tự tin. Con người chỉ trở nên tự tin đứng vững trong cuộc đời này khi mà chỉ khi họ đã cắm rễ vào sự sống được, họ đã trở về với chính con người của họ được, họ đã phát huy được, khơi quật được những giá trị sâu sắc bên trong của họ. Mà giờ phút nào vẫn còn rượt đuổi chạy theo người khác, hy vọng chờ đợi người khác làm cho mình có bình an, giờ phút nào vẫn còn kẹt cứng trong cái vai này, vai kia, vai nọ, thì giờ phút đó vẫn còn khổ đau, vẫn còn lệ thuộc, vẫn còn trôi nổi, up and down, thăng trầm. Luân hồi có thể chấm dứt ngay từ bây giờ nếu chúng ta thật sự buồn. Và may thay là chúng ta là thiền sinh của Vipassana, học không động nhất, nhắc nhở mình không động nhất thường xuyên, không đồng nhất với những phiền não, không đồng nhất với những vọng tưởng luôn. Thành ra khi mà cái quá trình quý vị ngồi định tâm là quá trình gọi là ngưng suy nghĩ, cắt cơn suy nghĩ, thì quá trình này nó không nên diễn ra thường xuyên, tại vì nó mất tự nhiên lắm. Chúng ta không thể không suy nghĩ. Thành ra định tâm chỉ nên dành một ít thời gian để phát triển thôi. Mà thời gian chính, công phu chính là để dòng suy nghĩ nó diễn ra tự nhiên và có quan sát. Lùi lại để quan sát. Thành ra trong giờ ngồi thiền không phải lúc nào cũng ngồi thở vào, thở ra. Ngồi đó để mà xem phim. Xem những cơn vọng tưởng, những cơn cảm xúc. Nhưng cũng xin nhắc là nó mạnh lắm. Dữ dằn lắm. Ngồi coi nó nuốt luôn. Nó kéo đi hồi nào không hay. Cho nên lâu lâu phải quay về neo con thuyền trở lại. Phải thở vào, thở ra. An trú trên hơi thở trở lại. Thành ra thiền sinh mà thực tập đúng phép, đúng cách, thích thú lắm. Lúc nào cũng có chuyện để xem. Lúc nào cũng có phim hay để coi. Mà cái hấp dẫn nhất là coi những cái sự lố bịch, những thứ kỳ cục nhất, những thứ thâm cung bí sử nhất của chính mình. Mà đừng đợi người khác coi giùm, ngại lắm. Người khác mà thấy hết tình tật tốt tuần tuột, tất cả những cái yếu kém của mình mà mình không thấy gì hết, nói tôi mà như vậy ư, nhưng mà ta thấy hết thì bi đát lắm. Mình phải được thấy, thấy mà không đồng nhất nha, không đồng nhất với những yếu kém. Một tổng thể tuyệt vời đang nhìn về những cái yếu kém, một tổng thể tuyệt vời đang nhìn về những cái giới hạn, những phiền não, nó có niềm đau, thì nó chẳng là gì cả. Nếu mà có đồng nhất, thì hãy đồng nhất với bản chất của mình. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa là trụ ở đâu cũng được. Miễn đừng sinh tâm nhiễm ô, đừng sinh tâm tham và tâm sân. Cái câu nó dễ ợt vậy đó, mà nói thì nó rắc rối. Ưng vô sở trụ, nhi sanh kỳ tâm, có nghĩa rằng là cái nghĩa đen là không nên không có chỗ nào để đặt tâm vào. Còn cái nghĩa bóng của nó là đặt tâm vào chỗ nào cũng được, mà đừng có tâm nhiễm ô, đừng có tâm tham hay là tâm sân. Và nói dễ hơn theo Vipassana là hãy chánh niệm, quan sát tâm mình mọi lúc